Học trong cái mớ đá thô kia kiếm được ba viên này cũng ok ha. Để mài ra coi đẹp không. Trong mớ đá thô kìa. Vào việc thôi. Không ngờ ha, trong đám kia cũng mài ra được ba viên cũng khá là đẹp ha. Viên này có ánh nè, có ánh xanh lá, ánh xanh dương. Nó sáng mạnh hơn xíu nữa thôi. Còn cái viên này, bên này lớp da huyết rất là đẹp luôn nha. Trong cái mớ kia không ngờ cũng có mấy viên khá đẹp đây. Đó, huyết huyết nè, lớp da. Rồi còn viên này, viên này đang mài thì nó thấy nhìn giống trái tim ha. Đó, nhìn giống không? Cái tim thô nó thôi để gì luôn, chứ cái này mài cái nữa nó mỏng lét luôn đó. Bạn nào thích một trong ba viên thể giá mềm ha, ba viên rồi thôi. Chào cả nhà, bye bye.